một mát 64 1T sạc 40 lần pin 100. Nó có khác gì máy mới đâu anh chị, không khác gì một chiếc máy mới hết nha. Đây, không kiếm ra một tì vết luôn. Thì cái này là rất là nhiều anh em review công nghệ VIP á, đã chia sẻ rồi. Laptop đời cũ ăn đứt à, dòng mà MacBook mà tầm trung đời cao á, là không cần phải bàn nữa, giá thành xem nhau. Nhưng mà cái điểm yếu ở đây á, là anh chị phải đi lựa cho em Cường được những cái chiếc máy ở trong tình trạng này. Có nghĩa là sạc vài chục lần thôi. Pin là phải là 9X ha, giống như 97, 98, 100 cũng có luôn. Thì đây là em Cường chuyên săn những cái hàng này anh chị. Đây, con này chỉ mới một lần sạc nè. 13 inch, RAM 24GB, à cực kỳ hiếm nha, MacBook Pro M2 13 inch á, chỉ mới một lần sạc thôi. Anh chị thấy đó, có khác gì máy mới không? Trong khi máy mới nhiều con Cura đã sạc 2-3 lần rồi. Cái đó là do quy trình test của hãng mình không có hiểu, nhưng mà nó là sự thật như vậy đó anh chị. Cái điểm dở ở đây là em Cường dở là không làm đủ tốt cái marketing của mình để mà đưa đến cho anh chị những cái chiếc máy này ha, phù hợp với đúng cái thời điểm. Giống con máy này sạc 8 lần nè. Anh chị thấy không? Bảo hành đến tháng 8 2025. M1 Max RAM 32GB ổ cứng 1T. Cái con này thì em nói là nó quá dư dùng cho những anh chị nào đang làm edit video. Video mà anh chị dựng phim á nha, mà tầm khoảng 1-2 tiếng đổ lại á, thì những cái con này là anh chị dư dùng rồi. Dùng cho em Cường là 8, 9, 5, 7, 8 năm là rất là bình thường ha, chứ không có cái gì mà mình phải lo là máy dùng rồi sẽ không có thời gian sử dụng lâu. Không, cái này là Cường đảm bảo. Tại vì em Cường đang sử dụng, ngay chính bản thân em đang dùng 2019, mấy bạn nhân viên em Cường là đang dùng 27, 28 bình thường. Em không phải là cổ suý cho việc là anh chị đi mua máy dùng rồi, nhưng nếu những cái máy dùng rồi mà nó ở trong tình trạng á, mà đẹp như mới á, mà nó tiết kiệm cho mình khoảng mười mấy củ á, thì anh chị phải nên chứ, đúng không? Đây, những cái con máy sạc 69 lần nè. Đó, sạc 69 lần, 96 8TB, cực kỳ hiếm luôn trên thị trường. Tiết kiệm 7-80 củ, mua những cái con này tiết kiệm 7-80 củ nha, tại vì nó là mass option, mua mới chịu không nổi đâu anh chị. Còn những cái con mà bản mà cơ bản á ha, thì anh chị tiết kiệm em Cường mười mấy 20 củ là bình thường. Đó, M1 Max nè. Thì em cũng có máy mới nữa, anh chị muốn thì anh chị lấy máy mới thôi, không sao hết. Chứ không phải là mình tư vấn một chiều ha. Mình tư vấn là đầy đủ để cho anh chị hiểu. Là nếu mà anh chị chọn máy dùng rồi mà đợi, ở những cái con máy mà đẹp len keng xà beng, sạc ít lần còn bảo hành hãng, giống như những con máy ở đây nè, thì anh chị yên tâm rồi, không còn gì để lo nữa đó. Bảo hành thì có hãng lo. Đó, tình trạng thì đẹp keng đó. Rồi mình được trải nghiệm dùng thử 7 ngày chính sách bên Cường nữa. Tuyệt vời, không có gì bằng ha. Máy mới đập hộp Cura là bắt buộc phải lấy. Còn mà dùng rồi bên Cường, con được dùng thử 3 ngày nữa, sướng lắm anh chị nha.